Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Dyticon được sản xuất tại F.T. Pharma. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về Daitikon cũng như cách sử dụng sản phẩm, thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần của Daitikon Difenhydramin, Kẽ, dạng bào chế, dung dịch nhỏ mắt. Khô mắt là bệnh gì? Khô mắt là tình trạng rối loạn của phim nước mắt gây ra bởi tình trạng thiếu nước mắt hoặc bốc hơi quá mức, dẫn đến tổn thương ở bề mặt nhãn cầu với các triệu chứng khó chịu môi trường khô hoặc khói bụi đọc sách hay sử dụng máy vi tính quá mức có thể làm các triệu chứng của bệnh trầm trọng thêm công dụng và chỉ định của daitycone đỏ mắt ngứa mắt sốn mắt do tiếp xúc với môi trường bị ô nhiễm nước hồ bơi khói bụi khi đi tàu xe mỏi mắt cay mắt do đọc nhiều làm việc nhiều trên máy vi tính làm dịu mắt cách dùng và liều dùng của daitycone cách dùng Thuốc dùng nhỏ mắt. Liều dùng. Nhỏ vào mắt 2 đến 3 giọt mỗi lần, mỗi ngày nhỏ vài lần. Chú ý, không sử dụng thuốc sau khi mở nắp 15 ngày. Chống chỉ định của Daiticon. Mẫn cảm với các thành phần của thuốc. Không dùng cho trẻ sơ sinh. Bệnh nhân tăng nhãn áp. Lưu ý khi sử dụng Daiticon. Đậy kín sau khi dùng tránh làm nhiễm bẩn đầu chai thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Daiticon, đồng thời biết cách sử dụng Daiticon sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video nếu như bạn thấy video hay có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh nhà thuốc trường anh của trường anh pham